Ngôi cổ mộ nhà họ Hứa, tác giả Phạm Phong Dinh. Tính từ từ ngã xuống sàn gạch, mắt vẫn không rời khỏi tà áo trắng rộng thùng thình éo lả trong gió. Dưới ánh trăng, đôi mắt to đen sâu hun hút như những con đường hầm chầm chầm nhìn về phía căn nhà mộ. Không phải, tính trên lên trong lòng, nó đang nhìn chàng. Hai tia sáng xanh biếc như mắt của những con mèo hoang vẫn thường kêu eo éo hàng đêm trên những chòm mã chiếu thẳng vào tính, để cho chàng có thể trông thấy một khuôn mặt trắng bệch và phẳng lì như một tờ giấy. Cái bóng đã đặt chân lên cái bệ tam cấp dẫn vào ngôi nhà mộ, mái tóc đen rủ rượi của nó phủ lấp lên khung cửa làm cho bên trong nhà mộ tối sầm. Một mùi hương kỳ dị nồng nặc âm khí, không hẳn là mùi thối của xác chết, mà là một thứ mùi hăng hắc mục rửa của cây cỏ quyện với thứ hương nặng mùi mà trời ơi, tính đã nhận ra đó chính là mùi của những nén nhang người ta đốt cắm trong những cái bình đặt trước những cái quan tài quàng thay những người chết. Trong khoảnh khắc cổ mộ đen đặc đó, tỉnh kinh hãi nhắm nghiền mắt và em chặt càm xuống tận ngực để khỏi phải đối diện với đôi mắt của con ma. Phải, bây giờ thì phải, tính đã có thể biết chắc cái bóng trắng tóc dài tới gối ấy chính là một con ma, một vong hồn trồi lên từ một trong những nấm mồ ở đây, hay cũng có thể chính nó là vong hồn của cái bộ xương đang nằm trong ngôi nhà mộ này. Trời mùa hè và từng cơn gió lạnh cứ thỉnh thoảng nhẹ nhẹ lùa vào bên trong ngôi nhà mộ, làm da dẻ của tính trỗi dậy những cái gai nhọn tròn lăn tăn. Một sự im lặng rùng rợn bao trùm cái khoảng không gian nhỏ bé dưới mái cổ mộ. Còn mà đó đã đi đến đâu rồi? Được một lúc, tính mỉm môi hé một chút xíu mi mắt nhìn lên, suýt chút nữa tính đã buộc miệng kêu lên một tiếng hãi hùng và ngất xỉu, vì chàng trông thấy cái tà áo trắng của con ma lấp ló 10 ngón chân đen như mực tàu đang đứng sát ngay bên mũi chàng. Tỉnh kêu lên trong lòng, thằng Hậu đâu rồi? Hay là nó đã bể tim chết rồi cũng không chừng. Tỉnh nằm cứng đờ như một khúc gỗ, đôi mí mắt chàng đã đông cứng trong vị thế cái khe hở của 1 mm, nên chàng không muốn nhìn hai bàn chân của con ma cũng không được. Nó đứng đó mà tính biết chắc rằng từ trên cao con ma đang trừng trừng nhìn xuống hai cái thân thể thảm thương của thầy trò chàng. Thời gian không biết đã trôi được một quãng dài nào rồi mà tính thấy ngưng động như hàng thế kỷ. Đột nhiên hai bàn chân đen từ từ xoay về một hướng khác, cái vạt áo trắng lung linh chập chờn như khói. Con ma từ từ nhẹ nhàng lướt về phía cái nấm mộ, tính khẽ xoay đầu nhìn theo. Cái bóng trắng đứng lặng lẽ một lúc lâu trước tấm bia đá khắc những hàng chữ tàu. Bỗng nó há cái miệng thật to, mà tính có thể trông thấy cái vòm họng đỏ khé như máu. Còn mà cất lên một tiếng tru dài như tiếng quỷ gọi hồn từ dưới đáy địa ngục, rồi nó sụp xuống ôm lấy tấm bia mộ, sú lên những tiếng khóc lanh lảnh buốt óc như tiếng những sợi dây đàn bị vuốt mạnh dưới những cái móng dài. Nhanh như một tia chớp, con ma bất ngờ quay lại nhìn tính cười khàn khạc. Tính không kịp quay mặt tránh, chàng hãy hùng trông thấy một khuôn mặt tím bậm lở lói, thịt da nhầy nhụa, máu tươi đỏ hỏn còn chảy ròng ròng xuống tấm bia. Con ma nhồi người bò tới, hai cánh tay nồng nặc mùi thối rữa ôm choàng lấy tính. Tính thét lên một tiếng kinh hoàng, nhưng vòng tay con ma đã ôm chặt ngực nàng. Cái mặt lở loét nhung nhúc dòi bỏ của nó áp sát vào mặt chàng, cười sảng sặc trong một chuỗi âm thanh ồm ồm như muốn nắm bắt lấy linh hồn chàng. Tính. Khi đã đạt đến cái mức tận cùng của sự sợ hãi thì người ta thấy mình không còn sợ hãi nữa, vì không còn gì để mất, người ta rơi vào trạng thái đối cực với cái sợ. Đó là lòng can đảm hay sự bất chấp. Tính tống vào mặt con ma một quả đấm làm nó kêu ối lên một tiếng đau đớn, rồi chàng vùng dậy bỏ chạy. Nhưng con ma đã ôm chặt lấy cái chân còn nguyên của tính, kêu ầm lên. Ông thầy, tỉnh dậy. Tính mở tròn mắt ra, chàng bần thần trông thấy ánh mắt lo lắng thiết tha của Hậu đang đăm đăm nhìn chàng. Mồ hôi rịn ướt đẫm trán tỉnh, Hậu đưa tay xoa má cào nhào. Ông thấy cái con gì mà ông giọng tôi một cú qua mạng vậy ông?
tỉnh ngơ ngác nhìn quanh. Hóa ra chàng vừa ở trong một cơn ác mộng hãi hùng. Đêm khuya gió lạnh mà mồ hôi đã ướt đẫm lưng chàng. Sáng hôm sau trước khi đi làm, có nghĩa là xách đàn đi ca hát trong sinh từng xu lẻ của người đời, Tính móc túi lấy ra một tờ giấy cũ và một mảnh viết chì ngắn. Chàng ngồi tẩn mẫn vẽ lại tất cả những hàng hán tự trên tấm mộ bia. Tính không biết chữ Tàu, nhưng càng nghĩ cứ đồ y hệt từng nét một thì chúng cũng chẳng sai lệch là mấy. Hậu chống tay ngồi trên chiếc ghế có bốn cái bánh xe, lạ lùng nhìn Tính. Ư, ông làm gì kỳ vậy? Tính mỉm cười, gục gạt đầu không trả lời. Chàng xách cây đàn lên, với lấy cây nặng gỗ. Hey, hôm nay bọn mình tới chợ Thủ Đức. Đi chi xa vậy ông? Mày còn đủ tiền đi xe lam không? Hậu gãi đầu. Còn thì còn, nhưng mà hôm nay không ai cho tiền thì uống nước trừ cơm nghe ông thầy. Tưởng là phải xài đến số tiền dự trữ cho những ngày ế ẩm và có nguy cơ nhịn đói trong ngày hôm đó. Nhưng thật may mắn cho hai thầy trò Tính, trong quân đội ngày xưa những người lính vẫn hay gọi cấp chỉ huy của họ là đại bàng hay ông thầy. Bác tài xế xe lam tốt bụng đã không lấy tiền xe. Người tài xế xốc nách Hậu bồng anh xuống một cách dễ dàng như một nhúm bông gòn. Vì Hậu có còn gì mà nặng nữa. Bác lắc đầu cảm động xua tay, nhìn những đồng tiền giấy đã gần rách nát mà Hậu kéo từ trong thắt lưng ra. Thôi, cho mấy chú em đi nhờ. Hậu ngước mắt nhìn ông già, đôi mắt đỏ hoe. Tính dặn dò Hậu. Mày vào góc chợ ngồi đó chờ tao, cứ ca hát kiếm được đồng nào hay đồng đó. Ông đi đâu vậy? Để về nhà tao kể cho mày nghe. Thỉnh thoảng hai anh em đi hát xa xin tiền ở chợ Thủ Đức. Tính nhớ là có một ông thầy bói già ngồi trên một chiếc chiếu nhỏ với những cái mu rùa đen ngòm, những lá bùa vàng và những tấm liễn giấy đỏ vẽ chữ Tàu bằng mực đen. Cũng có thể không phải, chúng giống loại chữ Á Rập hay chữ Miên thì đúng hơn. Cách phục sức của ông thầy bói toát ra một vẻ cũ kỹ xa xưa như từ nhiều thế kỷ trước. Ông mặc một chiếc áo the đen mỏng, cho thấy chiếc áo lụa trắng nhưng đã ngả màu vàng ố ở bên trong. Lúc nào Tính cũng thấy ông lão đội trên đầu chiếc khăn đóng đen đã mòn cũ. Ông trông thật giống một ông đồ già còng lưng ngồi hí hoái viết liễn Tết, mà chàng còn nhớ bài thơ miêu tả của thi sĩ Vũ Đình Liên hồi chàng còn ngồi ghế nhà trường. Để tăng thêm liều lượng thuyết phục khách hàng, ông thầy bày trước mặt 5-3 cái khung kiến lộng bên trong những giấy chứng nhận và ngợi khen của những tay to mặt lớn nào đó, mà có trời mới biết chúng xuất xứ từ đâu. Người ta đọc thấy hàng chữ lớn: Tử Vi Gia Huỳnh Bá, bói toán như thần, bói đầu trúng đó, đã từng bói cho nhiều yếu nhân chính phủ và được tưởng thưởng huy chương quốc gia. Bọn chàng đến chợ hơi sớm. Ông thầy bói đang ngồi một chân xếp bằng, một chân chổi, cùi chỏ cánh tay phải của ông chống lên cái đầu gối, trong khi bàn tay ông tựa vào càm, có vẻ như trong tư thế một con người đang ngủ gà ngủ gật. Tính khập khỉnh chống nạn nhẹ nhàng ngồi xuống. Nghe tiếng động, ông già mở tròn mắt nhìn. Tính nở nụ cười tươi, khẽ cúi đầu. Chào bác. Chú em, hôm đại mạnh giỏi, sao không thấy ra đây? Ông lão đã nhận ra anh chàng phế nhân nhạc sĩ với cây đàn tơi tả hay ngồi hát nghêu ngao những bài nhạc vàng giữa chợ, cùng một anh bạn cục chân tới hán, với một chiếc nón vải kaki cũ trước mặt để đựng tiền xót thương của thiên hạ. À dạ, cảm ơn bác cũng khỏe, còn bác dạo này làm ăn phát tài chưa? Ông già ngáp dài ngào ngán. Phát cây khỉ khô, ế muốn chết. Đôi mắt của ông lão nhìn chầm chầm vào con người Tính, như để tiên đoán những ý nghĩ thầm kín của chàng. Sao,
Chú em có muốn coi một quẻ hả? Dạ cũng gần như vậy. Ông già tươi tỉnh ngay. Ông kéo cái chân chống xuống, hai tay lục lọi mấy cuốn sách cũ mềm ra, vẽ sẵn sàng làm việc. Ông dở cái mâu rùa lật ngửa lên để chuẩn bị gieo quẻ, tính ngồi nhích lại gần hỏi. À, bác với thầy Quỳnh Liên ở Sài Gòn có quen biết nhau không bác? Ông thầy bói bển cặp râu cá chốt lên, ưỡn ngực khoe. Hey, nó là học trò của tôi đó. Tính không khỏi không cười thầm. Ông thầy coi bộ sách nát quá, trong khi học trò ở Sài Gòn nghe nói giàu có lắm, áo mão xinh sang, xe hơi nhà lầu, khách muốn coi bói phải lấy hẹn trước. Tính hỏi tiếp. À, đặt một quẻ bao nhiêu bác? Ông thầy bói cà rập mắt từ mái tóc dài thượt của Tính xuống đến cặp chân cục của chàng, rồi nhìn sang cái nạng gỗ chậm vá như để lượng định túi tiền của thân chủ. À, với chú em thì tôi lấy rẻ, chú em muốn đặt bao nhiêu thì tùy, không chê nhiều ít, coi như xin sai mở hàng. Tính rút ra hai tờ giấy 2 đồng cung kính đặt lên giữa chiếc đĩa sứ nhỏ. Ông lão khẽ tặng hắn. Ai chà chà, cái anh chàng ăn xin này đặt tiền quẻ coi bộ cũng xôm tụ quá chứ. Hồi đó lương công nhân 30 đồng một tháng, 4 đồng đâu phải ít. Ông lão phấn chấn lấy sâu đồng xu quan trung, thông bảo, hỏi liên nhanh theo thói quen nghề nghiệp. Rồi, chú em muốn coi gì? Cầu tài, cầu lộc, cầu tình duyên, cầu gia đạo, làm ăn buôn bán thăng quan tấn chức, cất nhà hưởng cửa phong thủy xây mồ. Tính cười hì hì ngắt lời ông già. Bác ơi, còn trên trăng dưới quần xà lõn, coi mấy thứ đó làm cái gì? Chàng móc trong túi tờ giấy chữ tàu trao cho ông lão. Bác làm ơn đọc và giảng nghĩa cho con biết coi trong này nói cái gì. Ông già đeo cặp kính lão lên, trề môi chăm chú đọc. Đột nhiên ông vỗ đùi một cái tỏ vẻ rất thích thú. À, à, hay đây. Tính nồng nào áp vào gần hỏi dồn. Sao, bác đọc cho con nghe đi. Ông già khề khà, nhựa nhựa. Hê, ai mà viết chữ tàu như gà bươi vậy kìa, đọc khó quá. Để coi. À, ai nữ hứa phưa phương chi mộ, sinh xuất nhị thập nhất nhật đệ tư nguyệt, bảo đại niên 1932, tức là ngày 21 tháng 4 năm 1932, mệnh chung đệ lục nhật đệ bát nguyệt, bảo đại niên 1953, hứa gia bổn hòa thiết lập Sài Gòn, Việt Nam quốc. Ông thầy bói vỗ đùi đánh bốt một cái ra vẻ thích thú lắm. Ha, hay lắm, chú ạ, với con ma nhà họ Hứa đây mà. Tính giật mình kinh hãi. Bác nói sao, cái gì có chuyện ma quỷ trong này? Ông lão kéo cặp kiến trệ xuống chỏm mũi trợn mắt nhìn Tính. Chú em mày không biết danh tiếng chú quả ở chợ lớn hả? Tính ngẩn ngơ lắc đầu. Tính thật thà thì không biết chút xíu nào về chú hỏa hay con ma họ Hứa gì gì đó. Từ nhỏ đến lớn sau khi cha mẹ chàng qua đời thì chàng sống trong khuôn viên trường thiếu sinh quân Vũng Tàu rồi đi lính nay đây mai đó. Lớp hậu sinh như Tính làm sao có thể biết được câu chuyện chú hỏa của mấy mươi năm trước. Chẳng lẽ con ma mặc áo trắng ngồi than khóc trong ngôi nhà mộ là cô gái với cái tên Hứa Phương sao? Ông thầy bói lấy cái bình thủy rót ra một ly nhỏ cà phê đen, gục gật đầu coi bộ hân hoan lắm. Ê, chú em uống cà phê không? Tính làm bộ gãy đầu để đưa. Dạ, nếu không phiền bác, cho con xin chút xíu thôi. Ông già hào phóng trao cho Tính một ly cà phê. Ê, phiền hà gì, bây giờ còn sớm. Để lão kể chuyện con ma nhà họ Hứa cho chú em nghe. Mà chú em mày có thích nghe không hả? Trời ơi, cái lý do mà chàng rút ruột cúng cho ông thầy 4 quan tiền chính là nhắm vào cái chuyện ly kỳ này. Làm sao Tính không thể không nghe chứ? Tính nhấp nháp một ngụm thứ nhất của chất lỏng đen đặc. Mẹ ơi, đắng quá!
chẳng có chút mùi thơm của cà phê, toàn là mùi bắp rang thôi. Nhưng chẳng sao, có còn hơn không. Sài Gòn, danh xưng của vùng chợ lớn những năm đầu thế kỷ 20, lúc ấy thành phố chợ lớn đã phát triển thành một khu vực buôn bán khá sầm uất và sẽ còn phát triển. Để nửa thế kỷ sau, nó đã trở thành một trung tâm tài chính thương mại lớn nhất Đông Nam Á, sau Hương Cảng. Người Hoa từ lục địa mẫu quốc vì nhiều lý do, hoàn cảnh đã gồng gánh trôi dạt xuống phương Nam lập nghiệp. Khi một người làm ăn khấm khá lên thì họ nhắn tin cho thân quyến tiếp tục di cư xuống. Rất nhiều người đàn ông Tàu sang nước Nam lấy vợ Việt, nhưng khi sinh được con trai thì họ lại gửi ngược chúng trở về Trung Hoa cho bà vợ lớn nuôi. Mặc nhiên chúng trở thành dân Ba Tàu chính gốc, sau này để nói dỗi tông đường. Tại sao gọi là Ba Tàu nhỉ? Theo những cụ cao niên kể lại, thì ngày xưa khi chạy trốn nhà Thanh, nhiều tướng lãnh triều Mạc Minh khi Tàu sang xin chúa Trịnh và chúa Nguyễn cho tá túc. Người Việt Nam trông thấy ba chiếc tàu cập bến, rồi xuất hiện những con người với chiếc đầu trọc và cái bím tóc lạ lùng, đã gọi họ là người của ba chiếc tàu. Dần dà theo thời gian, cái gì cũng được nói ngắn gọn cho tiện. Người Minh được gọi là người Ba Tàu hay người Minh Hương, có nghĩa là người quê quán ở nước Minh. Người Minh Hương khi lập nghiệp ở khu vực Nam Việt Nam như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, lúc kết duyên với những phụ nữ người Miên, nếu sinh con trai thì không có gì đặc biệt, nhưng khi sinh con gái thì chúa ơi, chẳng hiểu sao cô nào kêu nấy đẹp não nùng. Những chàng trai Việt chết mê chết mệt những thiếu nữ Minh Hương là thế. Đã gọi là Ba Tàu thế nhưng tại sao còn gọi con cháu ông trời là chệt nhỉ? Các cụ kể rằng hồi mới qua Việt Nam quốc, người Hoa còn nghèo, họ sống trong những căn nhà thấp lè tè gọi là nhà trệt, để dần dần biến thành người chệt hồi nào chẳng rõ. Chú chệt hứa bổn hòa theo đoàn dân Tàu sang nước Việt Nam sinh sống. Chú đi mãi đến tận vùng chợ lớn ngày nay, trong khi nhiều người gốc Triều Châu tiếp tục đi xuống miệt Bạc Liêu rạch giá buôn bán và làm rẫy. Ở đâu cũng thấy người Triều Châu đầy dẫy, nên trong dân gian có câu ca dao: Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông cá chốt, Triều Châu trên bờ. Sang đất nước người ta mà chú Trạch Hỏa chỉ trần thân từ đầu tới chân có một bộ quần áo dính da. Chú Hỏa suy nghĩ mãi mãi mới tìm thấy một cái nghề rất thích hợp mà chẳng tốn bao nhiêu vốn. Chú sắm một cặp cần xé nhỏ và cái đòn gánh, bắt đầu cuộc đời mới bằng cái nghề mua bán ve chai, sắt vụn cùng đủ thứ hầm ba lằng. Bất cứ cái gì người ta muốn vứt đi, thuở đó nghề kéo phu xe và bán ve chai là những cái nghề mạc hạng nhất trong xã hội, không ai muốn làm. Nghề phu xe thì cứ y như là muôn năm nghèo rách mồng tơi, chẳng ngóc đầu lên nổi. Nhưng nghề bán ve chai thì chưa chắc. Với con mắt tinh tường biết nhìn những món vật quý mà người ta không biết, Chệt Hòa đã trúng nhiều mối lớn một cách bất ngờ. Có lúc một gia đình nghèo gọi chú vào bán một cái bình bông thời Càn Long với giá 5-10 đồng, để sau đó chú bán lại cho người giàu bạc ngàn, chứ đâu có nhiều nhận gì cho cam. Một cây ống sắt cũ trị giá chỉ có mấy xu, nhưng khi cần thay một đoạn ống nước thì phải chạy tới nhà chú Hòa mua lại nó với giá gấp 10 lần hơn. Một trong những huyền thoại lý thú giải thích tại sao Chệt Hòa phất lên thành một đại phú gia là câu chuyện 20 bức tượng Phật bằng đồng. Một hôm Chệt Hòa gánh hai cái cần xé toàn ten đi ngang một ngôi gạch nhà ngói đỏ, là nơi cư ngụ của con cháu một ông bá hộ triều Nguyễn. Ông cha giàu có như thế nào không rõ, nhưng đến thời con cháu thì nghèo mạt rệp. May mà còn giữ được căn nhà làm ngôi từ đường thờ cúng. Người chủ gọi Chệt Hòa vào bán một bức tượng Phật bằng đồng với giá chỉ đổi được chừng vài chục lít gạo. Dưới con mắt sành sỏi nhà nghề của Chệt Hòa,
Chú nghi rằng trong ruột bức tượng chắc phải có cái gì đó quý giá hơn. Về đến túp lều ve chai của mình, chạch hòa cưa tượng Phật ra. Chú cẩn thận cưa vòng quanh thân tượng để tránh làm hư hại cái ruột bên trong. Khi bức tượng đứt làm đôi, chạch hòa bị lóa mắt vì một thứ ánh sáng chói, làm chú kêu rú lên. Trời ơi, cái ruột toàn là vàng khối, dễ đến gần 1 ký. Tính toán rằng nhà ba hộ sắp ăn hết gạo, chạch hòa giả vờ gánh cần xé đi ngang hò rau om sòm. Cứ thế chừng 5-7 lần, chú Hòa đã bỡ hết 23 tượng Đức Phật. Nhưng chú là người biết cái hậu ở đời để chúc đức cho con cháu, nên khi người trong nhà kêu bán bức tượng cuối cùng, chạch hòa đã cho biết bên trong có vàng. Nhờ có số vàng đó mà con cháu nhà bá hộ lại vượng trở lên. Cái liều nhỏ của chú chạch hòa ngổn ngang đủ thứ chai lọ, sắt vụn, ni lông, sắt sến, bù lon, đinh ốc tràn ngập. Chỉ chừa có một lối đi nhỏ chừng nửa thước, với cái đà làm ăn một vốn 100 lời đó, chẳng mấy chốc mà chạch hòa đã trở thành một ông nhà giàu sụ, có thể gọi là nhất vùng chợ lớn. Cái liều nhỏ ngày xưa biến mất để nhường chỗ cho những khu nhà lầu cao sang trọng. Có nhiều vốn, chạch hòa bành trướng ra nhiều nghề khác. Chú cất nhiều dãy phố cho người Tàu mướn buôn bán. Mỗi tháng chú chạch hòa cứ tà tà ngồi rung đùi thu tiền mướn nhà cũng đủ ăn mệt nghỉ. Cho nên cái bụng của chú càng ngày càng phần to lên theo cùng với chuyện làm ăn. Thôi thì tai gấu, nem công, chả chỉ, yến xào, nhung hưu, cao hậu cốt, cái gì chú cũng hưởng đủ và quá dư thừa. Chạch hòa tuy là người ít học, nhưng lại là một con người biết trọng chuyện nhân nghĩa, thọ ơn thì báo ơn. Chú bỏ tiền ra cất lên chợ Bến Thành và bệnh viện Đô Thành, tặng cho cái đất nước đã tiếp nhận dung chứa và ban cho gia đình chú sự sang giàu. Vài năm sau, nhận thấy người chợ lớn cần một cái chợ như chợ Bến Thành, chạch hòa lại cho cất và tặng chính quyền Việt Nam chợ Bình Tây. Tiền đẻ ra tiền, chạch hòa còn mở thêm nhiều cái vựa chứa hàng mà giới thương nhân Tàu gọi là chành. Hàng hóa của thương nhân gửi cho chành coi như được bảo đảm trông coi và an toàn tuyệt đối, trong khi họ chỉ phải trả một số tiền ký gửi và bảo tiêu với giá rất phải chẳng. Mỗi nhân viên trông coi một chành gọi là tài phú, vì chạch hứa là hòa, độc âm Trung Hoa là hỏa, nên người ta thường gọi là chạch hòa là chú hỏa. Từ đó cái tên chú hỏa vang lừng khắp chợ lớn Sài Gòn, không ai là không biết. Mãi tận bên Hương Cảng, Tân Gia Ba người ta cũng biết, vì công cuộc làm ăn của chú vươn rộng ra khắp vùng Đông Nam Á. Tuy đã là một ông nhà giàu sụ nhất nhì chợ lớn, nhưng người ta vẫn cứ gọi là chạch hòa hoặc là chú hỏa. Chú Hỏa đã thụ nhận quá nhiều ân sủng từ Thượng Đế, giàu sang, tài sản, con cái, cháu chắt đầy nhà. Thế nhưng, theo lẽ dịch lý âm dương của trời đất, trong cái quá thịnh cũng có cái suy, mà đã làm cho vợ chồng chú Hỏa phải trăn trở buồn đau đến suốt đời. Có một ngày, người nhà chú Hỏa được lệnh tìm một người giúp việc. Người ta mướn được một thím sẩm chừng 30 tuổi, tính tình hiền hậu rất tận tụy. Thím còn có một đức tính làm cho nhà họ Hứa rất hài lòng là không nhiều chuyện. Thím ít nói, ăn ít làm nhiều, không tò mò và không hay ngồi la đê đôi mắt bàn tán đủ thứ chuyện trên đời như những người làm công khác. Thím sẩm được giao cho một công việc rất nhẹ nhàng nhưng thật đặc biệt, vì nó rất kỳ quái. Hàng ngày thím phải quét dọn sạch sẽ một căn nhà lầu dường như rất ít người ở, vì thím không thấy bóng dáng ai trong đó. Ngày 3 lần, trong mỗi bữa ăn sáng, trưa và tối, thím bưng một cái khay bằng vàng đựng những chén dĩa thức ăn và nước uống đem lên tầng lầu, đặt trên một cái bàn gỗ mung tròn đã lên nước đen bóng. Đặt khay lên bàn xong, thím sẩm phải lui xuống ngay, không được lén lút dòm ngó. Đến bữa ăn kế, thím đem cái khay mới lên và lấy khay cũ xuống. Có một bí mật mà chỉ trong gia đình chú Hỏa biết cùng nhau. Thời đó vùng chợ lớn còn hoang vu lắm,
Chú Hỏa cất nhà trên một khoảnh đất lớn có nhiều cây cổ thụ xum xuê. Chú Hỏa cho xây căn nhà lầu đặc biệt ấy nằm mãi tận gốc xa nhất của miếng đất. Chung quanh có một cái hàng rào cao quá đầu người với những khóm cây dâm bụt che khuất tầm nhìn của người ngoài. Chú Hỏa còn tìm những loại dây leo cho hoa rất đẹp như loài hoa móng bò mà rất hợp với phong thổ vùng Sài Gòn Chợ Lớn, cho chúng bám vào một cái giàn gỗ cao lên đến tận khung cửa sổ tầng lầu trên. Hoa móng bò nở màu tím, cánh lớn bằng bàn tay, có hình giống như cánh bướm rất đẹp, không thua gì hoa lan. Lẽ ra người ta phải đặt cho nó cái tên nào gợi cảm và đầy chất thơ như tử hoa hay hồ điệp hoa có phải lãng mạn hơn không? Căn lầu hoang vắng đến rợn người, những tấm màn the trắng chập chờn lay động theo từng cơn gió, những chùm kim khí loang loáng treo trong phòng dậy lên những âm thanh len keng buồn nản và thê thiết, như vọng về từ một thế giới xa xăm nào. Chỉ có một chiếc ghế duy nhất bên cạnh chiếc bàn gỗ mung để thím sẫm đoán chắc được rằng có một người ẩn mặt sống trên căn lầu này. Thím nghe người ngoài xóm sầm sì đồng với nhau rằng căn nhà đó có ma. Có người quả quyết rằng ban đêm đã tình cờ trông thấy một cái bóng người tóc dài tận lưng trong chiếc áo trắng đứng tựa cửa sổ hay đi qua đi lại dưới ánh trăng rọi vào phòng, nhẹ nhàng phiêu phưởng như một con ma. Một anh làm vườn kể rằng một đêm anh có chuyện cá nhân cần giải quyết ngoài sân giáp với vùng đất ở phía sau căn nhà lầu, đứng dưới gốc cây sau làm cái chuyện phóng chất thải, anh đã nghe thấy, trời ơi, dường như là tiếng khóc ai oán của con ma. Anh không bao giờ quên được chuỗi âm thanh nức nở uất nghẹn như của một vong hồn còn nhiều mối oan khiên chưa được rửa sạch. Tiếng rú cao vút chói buốt như một mũi dao nhọn xoáy vào tai, mà chỉ có ma quỷ mới có được tiếng tru rùng rợn đó. Câu chuyện con ma áo trắng trên lầu được thêu dệt dần qua nhiều cái miệng người đời, càng ngày càng kinh khủng, nên không ai dám nhận công việc quét dọn và đem thức ăn trong căn nhà ma quái đó. Nhiều thím sẫm được mướn đến làm, nhưng chỉ có một ngày, người nào gan dạ lắm là một tuần đều xin nghỉ cả. Thật may mắn, một thím sẫm từ mãi tận miền Sóc Trăng lên thăm một người bà con trong nhà chú Hỏa, tình nguyện nhận việc làm. Ngày đầu tiên cầm chổi lên lầu, thím thấy ớn lạnh vì mùi ẩm mốc của một căn lầu quá rộng mà ít người ở, không được phép vén màn cửa lên. Dù ngày hai đêm, thím sẫm thấy mình lúc nào cũng chìm đắm trong một vùng ánh sáng xám xịt tờ mờ. Căn phòng không có sinh khí của con người nên thím thấy da dẻ lành lạnh gai gai, tiếng chổi kéo xoẹt xoẹt trên nền sàn gạch tạo nên những chuỗi âm vang khô khan buồn nản. Lôi côi quét dọn từng ngóc ngách, nhiều lúc thím sẫm phải dừng chổi bất thần quay lại vì thím có cảm giác rờn rợn rằng có một cái gì đó kỳ dị lắm đang theo dõi quan sát thím tự đằng phía sau. Nhưng khi thím xoay người lại thì chẳng có cái gì cả. Thím sẫm bạo gan lắm mà nhiều lúc cũng thấy tim đập thình thịch trong lòng ngực. Thím vẫn tin vào miếng vải nhỏ màu đỏ gói một lá bùa trị tà ma của một ông lục nguyên ở Sóc Trăng mà lúc nào thím cũng đeo trên cổ, cùng với một sợi dây chuyền và miếng cẩm thạch tạc hận hình Đức Phật Bà Quan Âm. Buổi tối càng thê lương tịch mịch và đầy vẻ hăm dọa hơn, khi căn lầu nhỏ chỉ được treo có một chiếc bóng đèn vàng, ánh sáng nhạt của nó không đủ soi sáng hết căn lầu rộng, làm thành một khối cầu vàng phủ xuống chiếc bàn ăn nhỏ. Ngoài vần sáng đó là cõi đen đặc, để khiến cho những con người yếu bóng vía tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh vong hồn hiện diện trong từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của căn lầu. Đặt chiếc mâm vàng lên bàn, thím sẫm rùng mình, linh cảm rằng cái con vật, con ma hay con người nào đó từ trong bóng tối đang chầm chầm quan sát thím. Và biết đâu, một cánh tay xương xẩu sẽ thò ra nắm lấy kéo thím vào cõi đen âm u đó. Chỉ vừa nghĩ tới đó, thím đã thấy chân tay lạnh buốt. Là con người chứ đâu phải Phật Bà đâu mà không biết sợ ma.
thím sẫm chụp lấy chiếc mâm vàng buổi trưa với những chén dĩa còn chút thức ăn dang dở, quay mình chạy ù xuống thang. Cẩn thận đóng chặt cánh cửa, thím sẫm ngã người lên giường, nhưng đôi mắt vẫn lo âu nhìn về hướng cửa. Đằng sau cánh cửa đó là cõi đêm, là thế giới của cõi âm, của những vong hồn trong những mảnh áo trắng lang thang trên trần thế. Thím sẫm ở trong một căn nhà nhỏ lợp tôn đầy đủ tiện nghi, bếp núc cất gần bên căn nhà lầu. Cái gạch nối duy nhất của thím sẫm với thế giới con người là chú cẩu. Chú có nhiệm vụ cung cấp cấp thực phẩm tươi sống mỗi ngày để thím nấu nướng cho cái con người bí mật trên lầu. Thím cần gì thì chú cẩu mua đầy đủ ngần ấy cho thím. Nhưng có một điều rất là lạ, hằng ngày chú cẩu đem đến cho thím sẫm những ly bằng vàng có chứa một thứ nước nào đó đặt lên khay. Hỏi mãi chú cẩu mới miễn cưỡng cho biết đó là nước nấu từ những lá vàng y. Thím sẫm ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nước uống nấu bằng vàng ròng làm gì vậy kìa? Thank you.